thưa quý vị và các bạn ngày 11 tháng 1 vừa qua là ngày đầu tiên cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân cao điểm tết nguyên Đán và lễ hội đầu xuân năm 2024 lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 10.300 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường phạt tiền trên 23 tỷ đồng tạm giữ khoảng 3.500 xe cộ các loại và tước trên 2.200 bằng lái thông tin được đăng tải trên tạp chí điện tử người đưa tin theo đó, hiện qua cả nước có 39 vụ tai nạn xảy ra làm chết 12 người và bị thương 27 người. Cảnh sát đã phát hiện gần 2.400 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp dương tính với chất ma túy, gần 2.200 xe chạy quá tốc độ. Chỉ riêng tuyến quốc lộ một ngày hôm qua đã phát hiện 308 trường hợp vi phạm và 12 trường hợp lái xe có nồng độ cồn và ma túy mong muốn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái tết ấm áp hàng chục nữ giáo viên một trường mầm non ở hà tĩnh đã tham gia rửa xe gây quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông tin trên báo phụ nữ việt nam Ghi nhận tại trường mầm non Quỳnh Thạnh, huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An, khoảng 10 giờ 30 phút trưa tại hành lang cạnh cổng trường mầm non Quỳnh Thạch, hàng chục nữ giáo viên của trường mặc đồng phục áo xanh tình nguyện cùng chung tay rửa xe. Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, giáo viên trường mầm non Quỳnh Thạch đã rửa hơn 103 chiếc xe máy, hai chiếc xe ô tô. Tất cả số tiền thu được mỗi ngày sẽ được gom lại để mua quà Tết cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường. Thông tin trên tờ báo Thanh niên cho biết cả nước Mỹ hiện có khoảng hơn 6.300 tiệm phở Việt. Phở Việt đang trở nên ngày càng phổ biến không kém món bánh mì Việt tại xứ sở cờ qua. Minh chứng đó là một cặp vợ chồng người Việt năm 2023 có doanh thu khoảng 14 triệu đô la Mỹ một năm từ việc bán phở tại Mỹ thôi. Số tiền mà họ đóng thuế lên đến hơn 1 triệu đô la Mỹ thưa quý vị. Để có mùi thơm tấp nhất cho phở, chủ tiệm này đã phải nhập gia vị quế hồi thảo quả từ Việt Nam sang. Nhờ vậy, hương vị bát phở càng đặc biệt và càng đậm Việt. Cả 3 tiệm phở Hà Nội của họ tại bang California luôn đông khách. Hàng ngày mỗi tiệm bán ra khoảng 1 200 đến 2 500 tô phở, giá bán dao động từ 15 đến 20 đô la Mỹ mỗi bát phở. Doanh thu ngày cao điểm có thể lên đến là 1 tỷ đồng mỗi tiệm. Thưa quý vị, trận động đất 7,6 độ Richter tấn công Nhật Bản trong ngày đầu tiên của năm mới khiến cho một sườn núi ở thị trấn Anamizu, tỉnh Ishikawa sạt xuống và chôn vùi bốn ngôi nhà, biến kỳ nghỉ năm mới của gia đình ông Naoyuki Teramoto, 52 tuổi, thành ác mộng khi mà 10 người thân của ông đã bị chôn vùi. Khi sườn núi đổ xuống, trong nhà có 10 người, 10 người gồm có nhà vợ và gia đình người chú của ông Teramoto. Ông Teramoto khi đó không ở nhà vì bận công việc tại Kanazawa. Đến hôm mùng 3 tháng 1, qua TV, ông mới thấy cảnh nhà bố mẹ vợ bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Không lâu sau, thi thể bố mẹ vợ và con trai 21 tuổi của ông được đưa ra khỏi đống đổ nát. Đến ngày mùng 8 tháng 1, giới chức tìm thấy thi thể của 7 người còn lại trong nhà. Trở lại với một số tin tức đáng chú ý trên các báo ngày hôm nay. Thưa quý vị, báo dân Việt cho biết Hội Nông dân quyền Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thi nông dân cày ruộng giỏi, mở đầu sản xuất vụ đông xuân 2024 vô cùng sôi so động. Có năm đội thi đến từ các xã trong quyền, sau khi bốc thăm thử ruộng, các đội sẽ đưa máy vào cài bừa. Đội nào hoàn thành sớm nhất đúng kỹ thuật nhất sẽ giành được chiến thắng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội chi đội 2 Quà Hải, trao hai giải nhì và hai giải ba cho các đội còn lại. Chương trình tạo ra khí thế sôi nổi, lan tỏa không khí, thi đua sôi nổi trong các cấp hội nông dân của địa phương. Với tạo hình nổi chữ tài lộc độc đáo và màu sắc bắt mắt, trái bưởi đỏ đông cao ở tại Mê Linh, Hà Nội đang trở thành mặt hàng được ưa chuộng và trong tình trạng cháy hàng do số lượng người đặt tăng cao trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Thông tin trên trang người đưa tin cho biết hiện 90% số bưởi trong vườn đã được đặt hàng với giá đặt trước lên đến 350.000 đồng một quả. Điều đặc biệt của loại bưởi này chính là được tạo hình chữ tài lộc với hai loại bưởi là bánh men và trái nũm. Bưởi đỏ đông cao khi còn non có màu xanh và khi già chuyển sang màu vàng, còn khi chín quả sẽ có màu đỏ rực như là trái gấc. Vâng thưa quý vị và các bạn, chị Ngọc Trâm biết không, mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ một cái khoảnh khắc cực kỳ hiếm, đó chính là về một ông chủ. Ông chủ này thì rất là hào phóng thưa quý vị, họ sẵn sàng sử dụng trực thăng cá nhân của mình để mà ban đồ ăn lên đỉnh núi cho công nhân dùng bữa. Quá thật đây là một chuyện rất là hiếm có đúng không chị Trâm? Dạ vâng đúng rồi, bởi vì là tôi cũng đã biết là có câu chuyện là shipper vận chuyển hàng và dùng cái xe sang để mà vận chuyển hàng thì cũng cũng đơn giản rồi đúng không? Chúng ta cũng đã gặp rồi. Tuy nhiên với cái cách mà ông chủ này đó là đậu máy bay vô cùng chính xác và điều nghệ như là trong clip thì tôi nghĩ rằng là đây có lẽ lần thứ lần thứ n rồi ông này mang cơm cho công nhân của mình bằng máy bay cá nhân không biết là anh anh cường nghĩ sao ạ <laughs> vâng tôi nghĩ là đây là ông chủ chất <laughs> vâng à, thưa quý vị và tôi được biết cái khoảnh khắc này là một cái khoảnh khắc hiếm có khó tìm do một cái camera tại hiện trường ghi lại tại thái châu tỉnh chiết giang của trung quốc thưa quý vị trên đỉnh núi có độ cao 850 m, một nhóm công nhân đang thực hiện xây dựng công trình theo tiến độ phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Khoảng cách giữa trại căn cứ dưới chân núi và nơi làm việc khá xa vì địa thế phức tạp nên là di chuyển đi lại phục vụ bữa ăn cho công nhân là điều rất khó khăn và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông chủ của họ rất hào phóng khi sử dụng trực thăng cá nhân để làm phương tiện vận chuyển bữa ăn trưa cho công nhân. Ông chủ của họ hy vọng điều này sẽ tiết kiệm thời gian giúp họ hoàn thành dự án trước thời hạn cuối năm và tạo điều kiện cho họ trở về quê hương đoàn tụ với gia đình

vâng sau khi đoạn video này được chia sẻ trên mạng xã hội thì rất nhiều những bạn đọc đã để lại bình luận rằng là sếp nhà người ta không bao giờ làm tôi thất vọng một cái à, câu ừ, nói rõ ràng đây cũng là một người sếp mà tôi cũng được ao ước và có thể làm việc cùng bởi vì là à, ông này thì rất là lo lắng cho à, cái việc làm cũng như là đời sống sinh hoạt của, của công động. nhân của mình của người lao động yeah. của mình ạ à. à, và đó là một cái câu chuyện ở trên mạng xã hội của Trung Quốc thế còn ở Vương quốc Anh thì lại có một ô xin đặc biệt rất tử tế với người chủ của mình thưa quý vị mạng xã hội thì đang chia sẻ hình ảnh camera ghi lại một con chuột chăm chỉ dọn dẹp nhà kho hàng đêm cho một người đàn ông động thân đấy anh cường ạ à. vâng ạ à, chuột dọn dẹp nhà kho nghe có vẻ nó vô lý nhưng mà có gì sai sai thưa quý vị bởi vì xưa nay thì chúng ta chỉ thấy là chuột chuyên gia phá phách chứ làm gì mà có chuyện là chuột dọn dẹp cho gia chủ đúng không chị Trâm? Dạ vâng có vẻ hơi khó tin một xíu thế nhưng yeah. mà đây thì lại là hoàn toàn là sự thật đấy ạ. Ừ. Và theo đài CNN thì ông Holbrook sống ở Bushwells, một thị trấn nhỏ ở miền trung xứ Wales, cách thành phố Cardiff khoảng 96 km về phía bắc thì đã cho biết rằng là ông không thể mà tin được khi mà nhìn thấy con chuột đang dọn dẹp và nó vận chuyển đủ thứ vào trong. Đoạn phim đen trắng nhìn vào ban đêm cho thấy một con chuột nhỏ bí ẩn đang dọn dẹp những đồ vật còn vương vãi trên bàn làm việc của Hobrut. Con chuột ngậm trong miệng đủ thứ các đồ vật như là tua viết, kẹp quần áo hoặc đoạn dây cáp và treo vào cất trong chiếc hộp cao gần bằng nó. Ông Hobrut chia sẻ là tư giờ ông không buồn dọn dẹp vì ông biết anh ấy sẽ lo việc đó. Chuyện này gần như xảy ra hàng đêm suốt 2 tháng này thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, tiếp tục với tiểu mục chuyện gì đây. Vào 18 giờ 30 phút tối nay theo giờ Hà Nội thì đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Nhật Bản ở trận giao quân vòng bảng Asian Cup 2023 trên sân Al Tumama ở Doha của Qatar. Trên các trang mạng xã hội mấy ngày nay thì rất là nhiều chuyên gia bóng đá và không ít chuyên gia bàn phím cũng đã có nhận định là dù trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, thế nhưng tương quan lực lượng và phong độ cho thấy đây là cặp đấu vô cùng tranh lệch. Vâng thưa quý vị, um có rất là nhiều những cái ý kiến họ bày tỏ lo ngại hoàn toàn là có lý thôi bởi vì trước khi bước vào giải đấu lớn nhất ở khu vực châu Á thì Nhật Bản đã vừa vùi dập Jordan với chỉ số là 6-1 đây là một trận thắng thứ tư liên tiếp của các Samurai xanh với cách biệt đến năm bàn thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu cũng đã duy trì mạch 10 trận thắng liên tiếp ghi 45 bàn vâng một cái thống kê rất là khủng khiếp về bóng đá. Trong 10 trận này, ngoài hạ đo ván Myanmar, Syria và Thái Lan cùng tỷ số 5-0, Nhật Bản còn quỷ diệt cả những đối thủ sừng sỏ nhất là như là Đức 4-1, Thổ Nhĩ Kỳ 4-2 và Canada 4-1. Với hiệu suất 4,5 bàn mỗi trận, Nhật Bản rõ ràng đang ở trong giai đoạn cực thịnh của hàng tấn công. Những cái tên như là Kaoru Mitoma, Takefusu Kubo, Takumi Minamino, Takuma Asano hay Daizen những ngôi sao đang thi đấu ở trại Âu mỗi lần ra sân như khiêu vũ với trái bóng và đạt được hiệu quả tối đa vâng thưa quý vị quả thực đây là thử thách cực đại cho đội tuyển Việt Nam không biết là anh cường nghĩ sao ừ. à, thế nhưng à, thành tích đối đầu gần nhất thì cũng mang lại một chút lạc quan cho đội tuyển ạ cụ thể là trong 3 lần chạm trán khi mà Việt Nam còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo thì chúng ta đã để thua hai trận sát nút và hòa một trận trước Nhật Bản gồm có thua 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019 và thua 0-1 ở lượt đi tại sân Mỹ đình và hòa 1-1 ở lượt về tại Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 Vâng, bóng chưa lăn thì chúng ta chưa thể biết trước được điều gì là ai thắng ai thua đâu. Nhất là tâm lý chủ quan sau chuỗi trận thắng như trẻ tre. Bởi giả sử có quà hay là thậm chí thua Việt Nam một vài trái, thì Nhật Bản cũng hoàn toàn hoặc thừa sức bước vào vòng sau khi đã quỷ diệt các đội còn lại. Và chúng tôi xin được chúc mừng đội tuyển của chúng ta chân cứng đá mềm và luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo nha. Và chắc chắn rồi vì người hâm mộ trái bóng tròn của nước nhà nữa.